nhông xin dĩa nè các bạn. Rồi mình gắn cái nhông vô trước đi ha. Rồi nhông, nhông này khác nhông quay riêng là không có lỗ, nó xài khoe gài các bạn. Khoe gài đây, khoe gài nó đây nha các bạn. Khoe gài thì chúng ta kiếm kìm khoe, kìm khoe mà bóp vô bung ra các bạn. Quá trình vô cũng khoe cái chừng nó bay mất nữa các bạn. Đó, vô cho nó sát. Nó sẽ có một cái rãnh á để cho cái khoe này nằm ở đó. Đó. Rồi. Ok, ta vô dây sên cái. Sên. Thấy không bạn? Lòn dây sên lên. Rồi lò ra đây. Đấy nha các bạn, thấy không? Nó sẽ có một cái chốt sên gì nè, khoa nó mắc sên ghép lại. Đó, sên trùng nó vô dễ các bạn. Đây, mọi khóa. Cái này có thể áp dụng cho các bạn quay rim, các bạn tự thay nhông sinh dĩa ở nhà tăng sên luôn các bạn. Nè, cái chốt chốt khóa nè, chúng ta sẽ để theo cái chiều nè. Các bạn đó. Đây, thấy không? Nè. Mình sẽ cái do là mình hướng dẫn cho những bạn mới biết luôn các bạn. Nên chúng ta phải làm chậm. Đó. Đây nè không. Để vậy nè không. Không. Xong bấm nó vô. Đây không. Đó. Ok. Đây là sinh vàng đó các bạn. 428HD 400 ngàn rộng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tăng sên nha các bạn. Đó. Nhớ là cái bơm nhớt cũ là có hai cái nắp chụp và hai ốc là xiết đây nha các bạn. Đó. Xỏ qua cái cốt luôn rồi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng sên. Rồi tăng sên. Chúng ta sên đang trùng nữa các bạn thấy không? Quá giãn không? Đó. Thì chúng ta phải nới lỏng con ốc 14, nguyên cái cốt 14 này, còn bên đây là con tán là 17 nữa các bạn. Đó. Cái này cái ốc tăng này là 12 nữa các bạn. Rồi. Cái bát này bát canh nè, chúng ta canh theo mức nè, nữa các bạn. Mức này canh ở đâu, dù mà canh giãn tới đây thì nó sẽ căng sên, vô đây là nó sẽ trùng các bạn. Kéo nó ra đây thì nó sẽ căng sên ra. Đó. Mức này ở bao nhiêu thì bên kia cũng như bao nhiêu, cũng như là 1, 2 nè, ví dụ mình canh 1 không để cho căng ra xíu. Bên đây cũng phải 1 luôn nha các bạn. Đó, rồi, mình làm nè. Rồi. Ok. Mình bắt đầu tăng sên nha các bạn. Nới lỏng hai ngón tay ra trước nha. Xong nè. Xiết này vô. Xiết này vô là nó sẽ càng kéo cái này ra, tại xiết này vô là ép nguyên cây ra thì nó kéo nguyên cây cốt ra luôn, là tăng ra nè. À, thấy gì sên nó lên được không? Đó, gì sên đang lên được không? Không. Gì sên đang lên cao không? Đó. Xiết một bên dưới đây cho nó căng căng ra trước. Kiểm tra sên còn trùng nè, thấy không?
canh cho nó sao nhóm lên nhóm xuống 2-3 cm là được. Tại sơn này 30 mắt mình để luôn thì nó hơi dài. Đó, ra xíu nữa. Rồi vừa đó. Rồi, nước 1 nha các bạn. Rồi bên kia cũng vậy luôn. Rồi. Xong sau khi mà xiết đây hai đây đều đúng không? Hai bên đều đúng không? Hai ngóc này đều, hai bên mức này cũng đều thì tấm ta xiết là 2 con 8 17 14. Xiết cứng luôn các bạn. Rồi, xong. Đó, sên nó căng hơn rồi các bạn. Ok. Mà căng quá thì nó sẽ kêu nhông các bạn. Mình phải canh vừa đúng thôi. Trùng quá thì nó vũ. Căng quá nó sẽ kêu cái nhông. Bạn để ý thôi. Rồi. Khi tăng sên mình chỉ bạn vô chống nghiêng là cột cao su nè, lò xo rồi nè. Đóng cao su bên gác chân bên tay phải, bên tay trái mình chạy á, chống nghiêng. Chống nghiêng thì sẽ có một con ốc riêng chứ không phải mấy con ốc chợ ở trong tân thơ ở trong tiệm quá đâu nha. Đó nó có lỗ này trong ốc xiết chống nghiêng các bạn mua nha. Giờ vô lò xo nè, để nó nằm vậy nè các bạn. Đó để nó nằm vậy nè, thấy không, để nó nằm vậy. Rồi mình chỉ vô lò xo nè, chuẩn bị cho mình một cây tô quýt này dài dài vậy nè. Đó móc lò xo vô nè. Thấy không, cột đầu lại để nè, thấy không bạn, thấy không, đẩy mạnh lên, thấy không bạn, giữ lại, xong, rồi, ok, xiết vô đây, nè, nó nằm gì nè các bạn, đó, có 2 ngóc 8 ly nha, 2 phân là 4 phân á đó, 2 ngóc á, ốc xiết gác chân 2 con, một con dài nằm đây, con ngắn nằm trên đó. Xiết cho cứng nha các bạn. Cái này là xiết cho cứng á. Rồi xong. Xong rồi chúng ta chụp cái nắp băng cá vô. Chụp vô, xiết 2 ốc lại, trên dài dưới ngắn hơn xíu đó. Rồi xiết cần số vô nè. Để vậy xong xiết vô. Rồi mình qua phần này mình nói cái amaya cho các bạn cho quan trọng nữa các bạn. Rồi đây giờ mình tổng thể xe chúng ta trước đi, lên sên không đó, cứng cáp đàng hoàng các bạn. Rồi vô phần amaya, dây amaya đi, amaya xếp dây amaya cho đừng có dướng cỏ các bạn, từ trên đó xuống. Bữa là mình chỉ cách câu amaya vô cái tay tay thắng á,
là chung với ghi đông các bạn ráp cho ông dậy. Xong bạn xếp cái dây đi xuống, đi lòn xuống. Lòn xuống đây, đó. Nè, ráp này lại nè. Ở đây nó sẽ có cái kẻ mình đúc cái cổng cáp ngang qua. Đúc ngang, đúc cổng cáp ngang qua cái nè. Không, đó, xong chọt cái này vô. Rồi, để mình chèo ngay đây. Chèo vô. Để vậy nè. Có cái đinh. Đinh gài có cái lỗ không? Chọt qua, chọt cái này đinh gài qua đây cái. Rồi, có cọng kẽm nhỏ để gài cái lỗ mà cái đinh nhỏ nhỏ đó. Gài lại đi. Rồi. Gài lại đi đi. Bây giờ mình nói nè. Đây nè. Đây con ốc tăng Amaya không ngoài. Siết vô á. Siết vô á là nhã Amaya, còn căng ra là căng Amaya nha các bạn. Mở ra là căng Amaya, con ốc ốc siết lợn, siết cứng lợn các bạn. Đó. Như tới đó là mình siết cứng lợn hay gì nè. Siết cứng lợn cho đừng chạy bậy các bạn, đó, siết cứng lợn. Đó, dù tới mức này đúng không? Mình coi nè. Trên đây á mình canh khoảng hở như đây nè. Hở khoảng 8 ly như đây nè. Đó, nó cách tay lái như đây. Đó, mình đo cái cùm nè, đó. Không được canh căng quá. Căng quá, như mình để canh, mình canh nó vậy phải không? Khi mình vừa bóp vô là tới đây nó cắt hết rồi nha. Chỉ cần mình vô xong mình nhả nhẹ cái là nó chạy rồi. Còn bạn canh căng quá, mình phải bóp sâu vô. Khi mình nhả ra số 1, nhả tới đây nó mới chạy nữa. Bạn là nó như, nó bị, mà da nó sâu quá, đúng không? Nó sâu quá, đó. Rồi ra tới ngoài nó mới bung ra, nó chạy, đó. Là mình canh làm sao mà vừa đủ bóp cho nó cắt là nó cắt hết đó. Nó cắt hết, bóp vừa đủ là cắt hết, vừa nhả ra là cái bánh nó chạy. Canh sao vừa nhả ra là bánh chạy. Vô số 1 vừa nhả lên nhẹ ra là bánh nó chạy là ok. Rồi. Nè, nó còn dư này khoảng 3 cm các bạn, đó, bóp vô đủ như đây nè. Đó, để mình canh mức cho các bạn. Thì canh mức này là đó, khoảng 3 cm nha các bạn. Còn cái vạch này nè, đó, canh theo làm điểm theo cái vạch này nó xuống đây. Đó. Đó, mình lấy cái mức chuẩn thì đó xuống đây đi, để cho những bạn không biết á. Cứ canh theo mình khoảng 3 cm. Chắc an toàn hơn nếu mà sợ nó, nếu mà 3 cm tắt máy bạn sâu vô khoảng 2,5 cm. Nha các bạn, 2,5 cm. 3 cm mà nó tắt máy các bạn kéo vô xíu nữa là 2,5 cm, là tăng bằng cái cọng dây đó. Rồi. Đó là tăng dây mà da các bạn. Tăng là nói đơn giản tăng là sao mà vừa bóp vàng cái. Nhả ra xíu là nhóm bánh rồi, chứ không phải nhả ra sâu nó nhóm bánh không được. Rồi, ok.